Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Giáp Tý, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý. Và hôm nay là ngày hoàng đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành niên mệnh, hải trung kim, ngày Giáp Tý, tức chi sinh cho can, có nghĩa là thủy sinh cho mộc, và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, hải trung kim, kỷ tuổi, mậu ngọ, nhâm ngọ, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất, nhờ kim khắc mà được lợi được. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân, thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt tỵ các bạn nhé. Về các tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần và Canh Thân. Tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Dân Nhật thời Đức tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có như là sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Tiểu Hao xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài, sao Lục Bất Thành xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao Cẩu Giao xấu mọi việc, nhất là việc khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Tý, bạn làm việc chẳng mấy được suôn sẻ bạn tuổi Tý nhé. Và bạn tuổi Tý trong ngày này bạn dễ vướng vào những cái tranh chấp với đồng nghiệp và thậm chí là cả với lãnh đạo, do bản tính hiếu thắng, tùy tiện, muốn làm gì làm nấy của mình mà ra đó bạn tuổi Tý nhá. Trong cái ngày này đối với bạn tuổi Tý á, cái chuyện thi cử của bạn cũng không được suôn sẻ đối với những ai đang tham gia thi tuyển hoặc là bầu cử trong ngày hôm nay. Bạn cũng phải chuẩn bị mọi thứ cho thật sự kỹ càng, nếu không bạn rất dễ bị thi trượt hoặc là không nhận được cái sự tín nhiệm của mọi người đó bạn tuổi Tý nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày có thủy vượng, cho nên bạn mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp, bệnh về thận, bệnh về bàng quang. Và bạn tuổi Tý, bạn không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ, mà thỉnh thoảng bạn nên đứng dậy, thư giãn và vận động bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, tranh chấp với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, thi cử không thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, mâu thuẫn với lãnh đạo. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, tự do, tùy tiện. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn giữ gìn sức khỏe luôn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt,
từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu nhờ có tam hội phù trợ, cho nên mà công việc của bạn tuổi Sửu trong ngày này tiến triển cực kỳ là suôn sẻ. Và bạn tuổi Sửu, nếu như bạn có bất kỳ cái vướng mắc gì, bản mệnh có thể tìm được cái hướng giải quyết một cách dễ dàng nếu như bạn nhờ cái sự giúp đỡ chỉ bảo của cấp trên và đồng nghiệp xung quanh mình bạn tuổi Sửu nhé. Trong cái ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu, cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được cái sự hài hòa. Cái điều này giúp cho mệnh chủ gặp được đối tượng đồng chí hướng với mình. Và bạn tuổi Sửu, nếu như bạn quyết định hợp tác làm ăn với đối tượng ấy, bạn có thể sẽ gặt hái được những cái thành tích rất đáng ngưỡng mộ trong tương lai của mình đó bạn tuổi Sửu nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này nhắc nhở cho bạn mệnh tuổi Sửu cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bạn đang quá lạnh lùng với người ấy vì bạn dành quá nhiều thời gian cho cái sự nghiệp của mình. Và bạn tuổi Sửu, bạn nên hiểu rằng chẳng có gì là quan trọng bằng tình cảm nữa bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, xã giao được hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, công việc suôn sẻ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, được sự giúp đỡ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, giải quyết khó khăn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, quan tâm hơn đến gia đình nữa rồi. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang gặp được thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Dần đang có được cái tin vui về cái nguồn tài lộc đến với mình nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn có thể nhận được một cái khoản kha khá nào đối với mình nhờ những cái công việc làm thêm của mình đó. Và trong ngày này với bạn tuổi Dần, bạn cũng có thể tự thưởng cho bản thân mình một cái món quà nào đó có tác dụng để động viên về mặt tinh thần nữa bạn tuổi Dần nhé. Với bạn tuổi Dần, bản mệnh vốn là người thông minh và nhạy biến. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại quá tự phụ về bản thân mình. Bạn cần phải chú ý hoàn cảnh giao tiếp xung quanh để tránh rơi vào cái tình trạng múa rìu qua mắt thợ, khiến cho mọi người chê cười bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dần, ngày này bạn đang gặp ngày thủy sinh cho mộc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần, bạn là người biết chăm lo cho gia đình dù là nam hay là nữ đó. Và bạn tuổi Dần, bạn hiểu rằng cái việc duy trì một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ không phụ thuộc vào bên nào nhiều hơn cả đó bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, nhận được tiền lương. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, tài chính khả quan. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, tính tình tự phụ. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, cần khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, biết chăm lo cho gia đình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2020.
Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung tí ngọ Mão Dậu, cho nên với bạn tuổi Mão trong ngày này rất dễ gây mất lòng người khác nhé. Và bạn tuổi Mão, dù bản mệnh là người có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng bạn lại có ngạo mạn, cho nên chẳng biết kiêng cữ, dè dặn bất cứ ai đâu được. Và bạn tuổi Mão, khi muốn nhận xét về người khác, trong ngày hôm nay, bạn mệnh nên chú ý lựa chọn những cái từ ngữ uyển chuyển, không gây tổn thương cho người nghe nhé. Cho dù bạn góp ý một cách đầy thiện ý đi chăng nữa, nếu như truyền đạt không tốt thì cũng sẽ gây phản tác dụng với bạn tuổi Mão nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp được chính tài nhập mệnh. Và bạn tuổi Mão, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn nên đưa ra những cái quyết định đầu tư trong ngày hôm nay, tin tưởng vào cái khả năng của mình, bạn chắc chắn sẽ có những cái đường đi nước bước chính xác, tạo ra cái khoản lợi nhuận khổng lồ trong tương lai đó bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, dễ mất lòng người khác. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, có tầm nhìn xa trông rộng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, chú ý cách ăn nói. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, thích hợp đầu tư. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, quyết định chính xác. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân tí Thìn, cho nên bạn đang có được cái vận may, có được cái sự hỗ trợ, giúp đỡ của quý nhân nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn cảm thấy rất chi là hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ cái công việc nào trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn tuổi Thìn, bạn mệnh thường không duy trì được cái sự hứng thú của mình trong một cái khoảng thời gian dài nữa đoạn. Và bạn tuổi Thìn, bạn hãy nhớ rằng một khi đã bắt đầu vào làm một cái việc gì đó thì bạn nên cố gắng kiên trì đến cùng, bởi nếu chỉ làm việc theo cái cảm hứng của mình thì bạn sẽ mãi mãi chẳng hoàn thành được cái công việc nào thực sự là tốt cả đâu đó bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc thủy, cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Thìn lại không được tốt cho lắm. Đáng tiếc là cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Thìn và nửa kia không được quá yên bình trong ngày hôm nay. Mỗi khi có cái vấn đề gì xảy ra, bạn cần phải bình tĩnh lắng nghe nửa kia giải thích, chứ không nên tin tưởng hoàn toàn vào cái sự phán xét của bản thân mình như vậy bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, hăng hái làm việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, làm việc theo cảm hứng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, hay bỏ dở giữa chừng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, mâu thuẫn với nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, học cách lắng nghe đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họa,
Cho nên với bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với nhiều cái khó khăn, thách thức trong công việc của mình nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy chú ý giữ mình phải thực sự bình tĩnh, chớ nên nóng vội, bởi nếu không thì mâu thuẫn, xích mích có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày với bạn. Đặc biệt trong cái ngày thứ 6 này, đối với bạn mệnh tuổi Tỵ, bạn cần tránh đối đầu với cấp trên, cho dù có cái ý kiến bất đồng thì bạn cũng nên có cái quan điểm một cách nhẹ nhàng, chứ không nên nghiêm trọng hóa vấn đề khiến cho đôi bên đều trở nên nóng nảy bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày này bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa, cho nên lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi Tỵ, bạn nên quan tâm tới cái gia đình của mình nhiều hơn, chứ không nên dành hết thời gian cho cái sự nghiệp công việc của mình như vậy nhé. Tiền mất rồi có thể kiếm lại được, còn một khi tình cảm đã phai nhạt đi thì bạn khó có thể bù đắp được vào đó bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tính tình nóng nảy. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, sẽ mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, không nên mâu thuẫn với cấp trên. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, quan tâm hơn đến gia đình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, nghiêm trọng hóa vấn đề. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay, bạn rất dễ nội nóng do bạn đang phải chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tí Ngọ Mão Dậu gây ra cho bạn. Và bạn tuổi Ngọ, bạn không biết cách tiết chế cái cảm xúc của mình, cho nên dễ nói ra hoặc là có những cái hành động không hay, dễ gây ác cảm với những người xung quanh nữa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh có thể nhận ra rằng có nhiều đối tượng khác giới để ý và quan tâm tới mình trong ngày hôm nay. Thế nhưng trên thực tế, hôm nay không phải là một ngày thích hợp với bạn tuổi Ngọ để cho bạn phát triển về cái lĩnh vực tình cảm. Vì thế, bạn hãy giữ cái khoảng cách cần thiết với mọi người bạn tuổi Ngọ nhé. Và xem tử vi ngày thứ 6 này, ngày hôm nay với bạn tuổi Ngọ, bạn nên tránh những cái hoạt động tranh chấp, kiện tụng. Vì vậy, bạn mệnh cần phải giữ hòa khí với mọi người, một điều nhịn, chín điều lành. Bạn sẽ nhận ra có nhiều cái cách giải quyết mâu thuẫn một cách hợp lý hơn bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày này với bạn tuổi Ngọ cũng không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc. Nếu như bạn phải xuất hành đi xa, bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, bạn cần tiết chế cảm xúc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, có hành động thiếu lý trí. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, dễ gây ác cảm. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, có đào hoa dữ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, bạn tập trung làm việc. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày 18 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp ngày có cục diện tương hại. Cái điều này gây nhiều tác động xấu cho bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay nhé. Với bạn tuổi Mùi, có những cái suy nghĩ tiêu cực, bốc đồng có thể khiến cho bạn vô tình làm những việc đắc tội với kẻ tiểu nhân,
và bạn tuổi Mùi, bạn cần phải cẩn thận vì có thể sẽ có người giở trò sau lưng bạn. Trong ngày này, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Mùi và người thân cũng không được mấy hòa hợp, do đôi bên có những cái ý kiến bất đồng lẫn nhau. Chính vì cái lẽ này mà tình cảm đôi bên dần xa cách, thậm chí là không hề nghĩ đến cái việc quan tâm, thấu hiểu cho nhau nữa mô bạn tuổi Mùi nhé. May mắn đó, trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Mùi, ngày này bạn lại đang có được chính ấn chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay có được cái sự thông minh nhưng lại là quá hiền lành, không ham danh lợi, cho nên không có ý chí tín thủ. Nếu như bạn đã vội hài lòng với cái thực tế thì bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ để cho người sau vượt lên phía trước mình đó bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, cẩn thận tiểu nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, vợ chồng không hòa hợp. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, không có chí tín thủ. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, công việc không tín chỉnh luận. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cho nên cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Thân và gia đình trong ngày này là vô cùng tốt đẹp nhé. Và bạn tuổi Thân, bạn dành nhiều thời gian để quan tâm đến cái suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia. Vì thế mà đôi bên lúc nào cũng vô cùng thấu hiểu và bao dung cho nhau nữa rồi. Và bạn tuổi Thân, thỉnh thoảng bản mệnh cũng có thể tổ chức những cái buổi hẹn hò lãng mạn và tìm cách hâm nóng lại tình cảm cho đôi bên nữa nhé. Sau mọi dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy mái nhà nhỏ của mình lại hạnh phúc, ấm áp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, về cái phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Thân trong ngày này lại đang có cái sự xuất hiện của tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bản mệnh tuổi Thân dễ vướng vào những cái vụ tranh chấp với đồng nghiệp hoặc là bạn bè nhé. Và bạn tuổi Thân, bản mệnh là người có chính kiến, vì vậy bạn có thể là người đứng ra khuyên giải mọi người được. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, gia đình yên ấm. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, quan tâm đến nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, nên hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, vướng vào tranh chấp. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, giữ vững quan điểm nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu ngày này, bạn tuổi Dậu cần phải cực kỳ cẩn trọng trong cái công việc của mình, do bạn đang phải đối đầu với cục diện ngũ hành tứ hình xung Tí Ngọ Mão Dậu gây ra cho bạn. Và bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đừng có chủ quan, bởi có thể những cái công việc mà bạn tưởng như là đã hoàn thành trong cái tầm tay của mình rồi sẽ bất ngờ gặp trở ngại với bạn. Ngày này, có thể xung quanh với bạn tuổi Dậu đang có kẻ ném đá giấu tay, bạn cần phải cẩn trọng hơn trước khi đưa ra một cái quyết định của mình. Và bạn tuổi Dậu, khi mà bạn gặp rắc rối, bản mệnh cũng nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết, chứ không nên bực bội, nóng nảy, vì như vậy cũng không mang lại tác dụng gì cho bạn, mà còn phản tác dụng nữa đó bạn tuổi Dậu nhé.
Trong ngày thứ sáu này, đối với bạn Tuổi Dậu, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa trong ngày, bạn mệnh nên lựa chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Đây là hai cái hướng tốt giúp cho công việc của bạn Tuổi Dậu trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn bạn Tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, bạn cần cẩn trọng làm việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, có kẻ hãm hại. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, bình tĩnh giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, công việc trở ngại. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, không nên nóng nảy được. Về đánh giá của bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi thìn. Tử vi tuổi tuất thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cho nên báo hiệu cho bạn tuổi tuất cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi tuất trong ngày này không được mấy khả quan nhé. Và bạn tuổi tuất, bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình đang có quá nhiều kẻ giả tạo và bạn cần phải hết sức tránh gặp phải những người như thế được. Bạn mệnh tuổi tuất trong ngày này cũng cần phải quan tâm hơn đến gia đình của mình bằng cách lắng nghe suy nghĩ của nửa kia, chứ đừng có áp đặt những cái suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi không ai thích phải răm rắp nghe theo cái lời của người khác đó bạn tuổi tuất nhé. Và may mắn đó, trong cái ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tuất, bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi tuất, bạn là người có kinh nghiệm nghề nghiệp trong tay và có được cái sự phản ứng nhanh nhạy. Tuy nhiên, đôi khi bạn giải quyết công việc mà không quan tâm đến mọi người xung quanh, cái điều này có thể khiến cho mọi người dần xa lánh bạn. Và bạn tuổi tuất trong ngày này, bạn cũng không nên xuất hành đi xa hay là tiến hành làm những cái công việc quan trọng. Nếu như phải đi xa thì hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam, để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, xã giao trục trặc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, gặp kẻ giả tạo. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, lắng nghe nửa kia. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, nên suy nghĩ cho người khác đó. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Tử vi tuổi Hợi thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang có được tam hội nâng đỡ, cho nên mà bạn tuổi Hợi xây dựng được cái mối quan hệ xã giao của mình có được cái sự hài hòa nhờ bản tính chân thật tốt bụng của bạn. Và bạn tuổi Hợi, bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có ai đó gặp phải khó khăn, nên nhận được cái sự yêu mến của rất nhiều người đó bạn tuổi Hợi nhé. Và bản mệnh tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, bạn còn có cái cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân sẽ giúp cho bạn đưa ra những cái phương hướng chính xác cho nghề nghiệp trong tương lai của mình, đồng thời có những cái phương án giải quyết những cái vấn đề hiện tại của bạn đang gặp phải nữa đó. Và trong cái ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Hợi, ngày này rất thích hợp để cho bạn đầu tư, kinh doanh, ký kết hợp đồng. Vì vậy, đối với những ai đang làm lãnh đạo thì có thể mạnh dạn đưa ra những cái quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Nhiều cái khả năng bạn sẽ thu được cái khoản tiền lãi lớn đối với mình nữa. Bởi trong ngày này, bạn đang có được cái sự hậu thuẫn của các sao Thiên Phúc, Thiên Quan, sao Thời Đức,
rất chi là tốt nhé. Và theo khẩu minh, hôm nay là ngày xuất hành được thuận lợi, cầu được ước thấy độ. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, chân thật, tốt bụng. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, nên đầu tư. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, có hướng phát triển nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 8. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh để theo dõi chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.